Hello, my dear student. Welcome back to the English lesson. Today, we'll move to the mock test number 3. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Anh. Hôm nay, chúng ta cùng chuyển sang đề luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022, đề số 3. Okay? Let's move to the first part is pronunciation. Chúng ta vào phần đầu tiên, đó là phần phát âm. Okay, ha? Question number 1 is about pronunciation. Câu đầu tiên đó là về phần phát âm, đúng không? Phát âm cái âm ED. Phần A, determined, âm D. Excited, âm ID, âm IT, ok. C, church, âm D. Và seemed, âm D, ok. Vậy ta chọn phương án phương án B là âm ID. Ba câu còn lại là âm D, ok. Các bạn nhớ lại kiến thức phát âm âm ID ha. Cô có nhắc lại trên màn hình đây. Bạn nào quên thì chúng ta có thể xem lại. Question number 2 on the pronunciation, but it's about vowel, okay? Chúng ta sẽ phát âm, nhưng mà phát âm về nguyên âm, okay? Phương A, nuclear, nuclear, ear. Disappear, ear. Và câu C, pair. Pair, ha, pair. Và câu D, clear, yellow. Vậy đáp án của chúng ta là câu C, ha, pair. Ba câu còn lại là ear. Ok, ha. Let's move to the word stress, dấu trọng âm. Question number 3. A, presentation. Graduation, những âm tiết thứ 3. Ok. B, acquaintance, có đuôi ends ha. Acquaintance, âm thứ 2. C, enthusiasm, enthusiasm, những âm thứ 2. Và D, suspicious, suspicious, có đuôi s, đúng không? Thì ta nhấn trước đó, suspicious, âm thứ 2. Vậy ta chọn phương án A, âm thứ 3, ba câu còn lại âm thứ 2. Ok. Question number 4. District, âm thứ nhất. Harrow, âm thứ nhất. Harrow, âm thứ nhất. Tobacco, âm thứ 2. Tobacco, âm thứ 2. Và peasant, peasant, âm thứ nhất. Vậy ta chọn phương án C, âm thứ nhất, ba câu còn lại là âm thứ 2. Ok ha. Let's move to the next part, completing the sentences. Chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo, đó là hoàn tất câu. Okay. Question number 5. If we really to succeed, we must have to work hard. Đây là kiến thức gì đây các bạn? If câu điều kiện. Okay. Cái điều kiện là máy. Đằng sau ta có must have to work. Modal verb là must, đúng không? Have to work giống như là will, can. Vậy đây là câu điều kiện loại số 1. Vậy mệnh đề chính là chia modal verb, thì mệnh đề if, mệnh đề điều kiện, ta chia thì hiện tại đơn. Ok. Chủ ngữ là we thì động từ ta sẽ dùng nguyên mẫu. Ta chọn phương án A. If we really want to succeed, we might have to work hard. Nếu chúng ta thật sự muốn thành công, chúng ta phải làm việc chăm chỉ. Ok ha. Question number 6. My responsibility is to wash the dishes and check the garbage every day. Ok. Vậy ở đây là kiến thức về gì các bạn? Cụm động từ, phrasal verb. Ok. Vậy nhìn vào bốn phương án thì bạn tưởng đó là giới từ, nhưng mà thật ra ở đây là giới từ kết hợp với động từ để tạo thành cụm động từ ha. Vậy đằng trước chỗ trống ta có động từ check. Take kết hợp với các phương án bên dưới thì nó ra nghĩa gì các bạn? Take up tức là tiếp tục một cái công việc bỏ dở, hoặc là mình chọn, hoặc là mình đăng ký một công việc nào đó. Ok. Chọn một cái nghề, theo đuổi một cái nghề, một cái sở thích. Ok ha. Take in tức là một là hiểu, understand, hai là lừa gạt ai đó. Ok. Và take on tức là đảm nhiệm, hoặc là mình thuê, mình mướn. Và check out tức là
nhổ nhổ răng hoặc là nhổ cây hoặc là đi đổ rác. Ok, vậy trách nhiệm của tôi là rửa chén ha và đổ rác mỗi ngày, được chưa? Vậy ta chọn phương án D, take out. My responsibility is to wash the dishes and take out the garbage every day. Okay, ha. Question number 7. The problems of the past few months have their toll on her health and there are shadows under her eyes. Đây là kiến thức về cụm từ cố định. Được chưa? Vậy những cái vấn đề trong vài tháng qua đã như thế nào với sức khỏe của cô ấy và có những cái quầng thâm mắt bên bên dưới mắt cô ta. Được chưa? Vậy ta có cái cụm gì đây? Take one toll on somebody or something. It means have a bad effect on. Tức là gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Được chưa? Vậy ta có cái cụm take. Ha. Take their toll on her health. The problems of the past few months have taken their toll on her health and there are shadows under her eyes. Okay, huh? Question number 8. There is no truth in there that Margaret had lost her job. Ở đây là kiến thức về từ vựng. Okay? Vậy rumor tức là đồn đại. News tức là tin tức. See coverage tức là việc đưa tin về một cái sự kiện nào đó. And gossips. Gossips tức là ngồi lê đôi mắt. Okay? There's no truth in there. Không có cái sự thật nào về cái lời đồn đại, đúng không? Ta chọn phương án A. Không có sự thật nào về cái lời đồn là Margaret đã nghỉ việc, ha, đã mất việc. Được chưa? Ta chọn phương án A ha. Question number 9. I've got a lot of, but only a few are really good friends. Đây là kiến thức từ vựng nhưng mà là work form, được chưa? Danh động tính trạng. Ta có phương án A, acquainted, đó là tính từ, quen biết, quen thuộc, ha, thường đi với giới từ with. B, acquaint, động từ, làm quen. C, acquaintance, danh từ, sự quen biết hoặc là người quen. Và D, acquaintances, đó là danh từ số nhiều của phương án C, được chưa? Vậy theo các bạn, ở chỗ trống ta sẽ điền loại từ gì? Đằng trước chỗ trống ta có loss up, đó là một lượng từ đúng không? Và sau a loss up ta có thể cộng với danh từ đếm được số nhiều hoặc là danh từ không đếm được. Ok, vậy đây là cái danh acquaintance là người quen biết. Sự quen biết là mình đếm được đúng không? Cho nên ta đưa về số nhiều. Vậy ta chọn phương án C. I've got lots of acquaintances, but only a few are really good friends. Tôi có nhiều người quen biết, nhưng chỉ một vài trong số đó là bạn thân của tôi thôi. Ok ha? Huh? Question number 10. What children enjoy with their parents and siblings? Đây là, bạn nhìn vào bốn phương án nè. Play to play, playing và played đều là động từ. Vậy đây kiến thức về dạng của động từ, verb form. Ok? Vậy chúng ta sẽ chọn phương án gì đây? Đằng trước chỗ trống ta có động từ enjoy, đúng không? Vậy sau enjoy là cộng với verb in, đúng không? Mang nghĩa là thích làm gì? Vậy ta chọn phương án C, playing. But children enjoy playing with their parents and siblings. Hầu hết bọn trẻ thì thích chơi đùa với ba mẹ và anh chị em. Ok ha? Question number 11. At this time last night, she and he the newspaper. Đây là kiến thức về thì. Mốc thời gian ta có trong câu đề đó chính là at this time last night. Giờ này, tối hôm qua. Thì cô ta như thế nào? Mốc thời gian trong quá khứ. Đang làm gì và đang làm gì? Tức là diễn tả những cái hành động xảy ra song song đồng thời trong quá khứ. Đúng không? Cô ta đang nấu ăn, còn anh ta thì đang đọc báo. Đúng không? Hãy ta chọn phương án B. Cả hai đều chia thì quá khứ tiếp diễn. Ok. At this time last night, she was cooking and he was reading the newspaper. Bây giờ này tối qua thì cô ta đang
Nấu ăn, còn anh ta thì đang đọc báo. Question number 12. The party I was the guest of honor was extremely enjoyable. Ok, đây là kiến thức gì các bạn? Relative pronouns, kiến thức về đại từ, quan hệ, đúng không? Vậy, ta thấy dấu phẩy thì ta không chọn những cái phương án nào có that. Và ở đây trong hai cái đáp án B và C thì that đã không đi với dấu phẩy rồi mà còn có giới từ nữa, lại càng không. Ta loại trước hai phương án đó. Còn phương án B và D là which, nhưng mà nó khác nhau về phần giới từ, tức là giới từ at hoặc là giới từ to. Vậy chúng ta sẽ căn cứ vào đâu để xác định giới từ các bạn? Đúng rồi, the party, đúng không? Cái bữa tiệc mà tại cái bữa tiệc đó tôi là khách mời danh dự, đúng không? Thế tại cái bữa tiệc at the party, dùng giới từ at, không có dùng giới từ to. Ok, ta chọn phương án B. Ok ha. The party at which I was the guest of honor was extremely enjoyable. Bữa tiệc mà tại đó tôi là khách mời danh dự thì rất là vui. Ok ha. Question 13. You always share everything with Lan, so she your best friend. Bạn nhìn vào bốn phương án thì đây là kiến thức về modal verb, đúng không? Động từ khiếm khuyết. Must be. Must tức là dự đoán ha, suy luận ở hiện tại. Chắc là, có lẽ là. Be must have been. Chắc là đã, tức là suy luận ở quá khứ. See maybe, có thể, hiện tại cái khả năng có thể xảy ra ở hiện tại nhưng mà mình không chắc chắn. D might have been. Có thể đã, đó là khả năng có thể đã xảy ra ở quá khứ nhưng không chắc chắn. Ok. Vậy bạn thấy là bạn chia sẻ, bạn luôn luôn chia sẻ mọi thứ với Lan. Vậy cô ta chắc hẳn là, ác hẳn là bạn thân của bạn, đúng. Tình huống ở hiện tại và suy luận, được chưa? Vậy ta chọn phương án A, must be. Ok ha. So she must be your best friend. Vậy cô ta ác hẳn là bạn thân của bạn. Number 14. People believe that men make build the house and women make it home. Ok, ở đây là kiến thức câu hỏi đuôi phải không các bạn? Nhưng ở trên đề, lưu ý là chúng ta đang có hai mệnh đề. Vậy khi đặt câu hỏi đuôi đối với những câu có hai mệnh đề thì các bạn sẽ chọn mệnh đề nào? Mệnh đề trước, people believe that. Mệnh đề sau là men make build the house gì đó, vâng vâng. Đúng chưa? Vậy bạn nhớ kiến thức không? Khi chúng ta có các động từ believe, think, suppose hoặc là assume gì đó vân vân mà đi với chủ ngữ là I thì ta sẽ hình thành câu hỏi đuôi dựa vào vế đằng sau, mệnh đề sau. Tuy nhiên, vẫn là những cái động từ đó nhưng chủ ngữ không phải là I thì chúng ta sẽ căn cứ vào mệnh đề đầu. Vậy ở đây chủ ngữ là people, động từ là believe. Vậy ta căn cứ vào vế mệnh đề đầu, ok? People, ta sẽ thay bằng danh từ số nhiều đó là they. Believe thì đang ở thì hiện tại, đúng không? Vậy thì ta sẽ mượn trợ động từ do, thêm not đó là don't. Vậy ta chọn phương án be, don't, they. People believe that men make build a house and women make it home, don't they? Okay. Nhiều người tin rằng đàn ông xây nhà và đàn bà xây tổ ấm, phải không? Question 15. The president expressed his grief over the bombing deaths. Ngài Tổng thống bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về những người chết trong vụ ném bom. Okay. Đây là kiến thức về từ vựng. Ta có grief, sorrow and sadness đều mang nghĩa là nỗi buồn. Tuy nhiên, đằng sau chỗ trống thì ta có giới từ over. Ha, thì giới từ over này chỉ đi với sorrow, ok? Sorrow còn đi với giới từ at hoặc là for, ok? Vậy ta chọn phương án B, ha. The president expressed his deep sorrow over the bombing deaths. Ngài tổng thống bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về những người chết trong vụ ném bom. 16.
It's a parent's duty and responsibility too, hence to take care of their children and give them a happy home. Đây là kiến thức về cụm từ cố định collocation, hay còn gọi là sự kết hợp từ. Ok, đằng sau chỗ trống ta có từ hence. Ok, give mà đi với hence tức là help somebody or do something, do somebody a favor, tức là giúp đỡ ai đó. B, hold hands tức là nắm tay. Ok, join hands tức là work together, chung tay cùng nhau, cùng nhau. Và shake hands đó chính là bắt tay. Vậy theo các bạn thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái phương án nào cho hợp lý các bạn? Chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của phụ huynh, của ba mẹ là gì? Là chung tay cùng nhau chăm sóc con cái và cho chúng một cái gia đình hạnh phúc, được chưa? Vậy ta chọn phương án C, join hands. It's a parent's duty and responsibility to join hands to take care of their children and give them a happy home. Okay, ha? Let's move to closest meaning. Question number 7. Whenever problems come up, we discuss them friendly and find solutions quickly. Kiến thức về từ vựng đồng nghĩa. Vậy ta có honestly, đó là chân thật, thẳng thắn. Constantly, kiên định. Loyally, tức là trung thành. Và unreservedly, tức là không ích kỷ. Được chưa? Vậy theo các bạn, frankly mang nghĩa là gì? When a problem come up, bất cứ khi nào có vấn đề nảy sinh, phát sinh, we discuss them frankly, chúng tôi thảo luận chúng một cách thẳng thắn. And find solution quickly, ha, và tìm ra những cái giải pháp một cách nhanh chóng. Vậy đồng nghĩa với frankly chính là honestly, phương án A. Ok ha. 18. Unselfishness. E, they're very ashamed of friendship. Unselfishness is the very ashamed of friendship. Unselfishness là gì các bạn? Sự không ích kỷ ha, là cái gì đó rất quan trọng, cái gì rất của tình bạn. Ok, kiến thức về từ vựng ta có necessary part tức là phần cần thiết, important part phần quan trọng, difficult part phần khó khăn, và interesting part tức là phần thú vị. Vậy theo các bạn ở đây là mang nghĩa gì các bạn? Sự không ích kỷ thì đó là rất là quan trọng ha cho tình bạn, tương đương với important part. Ok, unselfishness is a very essence of friendship, phương án B. Let's move to opposite in meaning. Ok ha, chúng ta chuyển sang phần trái nghĩa. Question number 19. John is the black sheep of the family. He is currently serving 5 years in jail for stealing a car. Đây là kiến thức về thành ngữ, đúng không? Nhưng các bạn phải chọn cái phương án nào, cái định nghĩa nào mà nó trái ngược nghĩa với câu đề. Ok, chúng ta có thành ngữ the black sheep of the family mang nghĩa là gì các bạn? Các bạn suy nghĩ thử nha. Chúng ta cùng xem xét 4 phương án ha. Phương án A, a member of a family who is regarded as a disgrace and an embarrassment, là một thành viên ha đáng hổ thẹn và ô nhục. B, a member of a family who supports family by raising sheep, một thành viên nuôi sống gia đình bằng việc nuôi cừu. C, a member of a family who confers prejudice on his family, một thành viên mang lại danh tiếng cho gia đình mình. And D, a breadwinner, tức là một trụ cột gia đình. Vậy bạn còn nhớ cái cụm thành ngữ the black sheep of the family mang nghĩa là gì không? Nghĩa đen the black sheep tức là con cừu đen trong gia đình, đúng không? Vậy bạn nhớ con cừu thì nó màu gì? Mà ở đây nó lại màu đen, đúng chưa? Tức là nó rất là khác biệt, và thường là người ta thấy màu đen thì nó không quá tốt. Tức là khi mà bạn dùng cái câu
Someone is the black sheep of the family, thì tức là đó là một cái thành viên mà mang lại một cái danh tiếng xấu ha, một cái tiếng tăm xấu cho gia đình ha, gây hổ thẹn. Vậy nếu mà là đồng nghĩa thì sẽ là phương án A, nhưng mà ở đây là trái nghĩa thì ta sẽ chọn phương án C, tức là một thành viên mang lại danh tiếng cho gia đình. Ở đây chúng ta đang chọn trái nghĩa các bạn ha. 20. There must be a mutual trust between friends. Ở đây là từ vựng trái nghĩa, ok? Trust. Phương án A, reliance, sự tin cậy, sự tín nhiệm. B, belief, lòng tin. Defendant, bị cáo. Và suspicion, sự nghi ngờ. Ok? Vậy trust là lòng tin, được chưa? Phải có cái lòng tin lẫn nhau giữa những người bạn. Ok? Vậy thì trái ngược nghĩa với trust, lòng tin, đó chính là sự nghi ngờ, suspicion. Ok? Phương án D. Let's move to the communicative function. Chúng ta chuyển sang các câu có chức năng giao tiếp. Question 21. Anne and Mary are studying in their classroom. Anne với lại Mary thì đang học trong lớp học của họ. Anne mới nói, can I borrow your dictionary? Cho tôi mượn từ điển của bạn được không? Vậy Mary sẽ đáp trả như thế nào hợp lý các bạn? A, I'm afraid I can't. Câu này được không các bạn? I can't là tôi không thể. Ok. Thường mà mình không cho mượn, mình từ chối thì mình phải xin lỗi ha, tôi đang sử dụng hay gì đó. B, here you are, của bạn đây. À, trong là mình đưa cho người ta và mình nói here you are. Ok. I think so, tôi nghĩ vậy. No, không hỏi bạn có nghĩ cái gì hay không. Không hỏi về quan điểm, ý kiến. Không phải, loại luôn. It doesn't matter. Không quan trọng. Nó không quan trọng. Cũng không hợp lý. Vậy ta chọn phương án B, here you are. Ok ha. Huh? 22. Lang and Ba are discussing a question of their teacher. I think it is a good idea to have three or four generations living under one roof. Lang với Ba thì đang thảo luận một cái câu hỏi của giáo viên của họ. Lang nói, tôi nghĩ đó là một ý hay khi mà có 3 đến 4 thế hệ cùng sống chung một mái nhà. Được chưa? Vậy ta xem các phương án nói gì. A, I can't agree with you anymore. There will be lots of understanding. Tôi không đồng ý với bạn được. Sẽ có rất là nhiều sự thấu hiểu. No. Câu này thì nó trái ngược nghĩa đúng không? Tức là nếu vế trước bạn không đồng tình thì bạn phải đưa ra cái nguyên nhân không đồng tình. Còn ở đây cái nguyên nhân đằng sau đó là sự đồng tình rồi. Cho nên nó mâu thuẫn. Cho loại phương án A. B. No, I don't think so. They can help each other a lot. Không, tôi không nghĩ vậy. Họ có thể giúp đỡ nhau rất nhiều. Câu này cũng ngược nghĩa luôn, sai. That's a good idea. Many old ages parents like to live in a nursing home. Đó là ý hay đó. Nhiều ba mẹ lớn tuổi thì lại thích sống trong nhà điều dưỡng ha, trong cái nhà điều dưỡng. Vậy cũng không đúng luôn, trái nghĩa. Vậy còn phương án D thì sao? You can say that again. Và mình thường dùng câu này để thể hiện cái sự bất ngờ, đúng không? Chọn phương án D ha. Okay, let's move to the error identification. Let's find out the underlying part that needs correction in each of the following questions. Question 23. Meal time is a great time for family members to talk about that is going on in their lives. Thế các bạn, ở đây là sai về phương án nào các bạn? Is, talk about, that, or on in. Bữa ăn là thời gian tuyệt vời cho các thành viên trong gia đình để nói chuyện về những cái điều mà đang diễn ra trong cuộc sống của họ, đúng không? Vậy thì ở đây ta có một cái mệnh đề danh từ, những gì đang diễn ra. Thì có thấy ở cái vị trí that, nếu mà là mệnh đề quan hệ thì cũng không đứng sau giới từ about, mà ở đây nó là mệnh đề danh từ, được chưa? Nói về những gì mà đang diễn ra. Vậy những gì, cái gì thì là what. Ok, cô sửa lại that thành what. Ok. Meal time is a great time for family members to talk about what is going on in their lives. Ok ha. 24. Playing games together is teachable moments to share lessons about sportsmanship,
teamwork, perseverance, and to be tolerant of others. Ở đây, chơi trò chơi cùng nhau là khoảng thời gian học tập để cùng nhau chia sẻ các bài học về tinh thần thể thao, tinh thần đồng đội, tính kiên nhẫn và sự khoan dung. Ok? Vậy theo các bạn thì ở đây sẽ sai ở vị trí nào? Ở đây nó sẽ có một cái cấu trúc song hành, tức là mình đang liệt kê các danh từ about này, sportsmanship này, teamwork, perseverance và tolerant. Nhưng mà tolerant ở đây là tính từ. Nhưng mà bạn muốn đưa về danh từ thì bạn sẽ dùng động từ be in tolerant of others, đúng không? Chúng ta không dùng to be, cho nên cô sẽ chọn phương án C, sửa to be thành being cho hợp với cái cấu trúc song hành. Tại vì đằng trước người ta dùng and để nối hai vế thì phải cùng chức năng từ loại, được chưa? Và cùng ngữ pháp cũng như là ngữ nghĩa. Ok. 25. The school officials are considering a comprehensive planning to alleviate the problem of overcrowding in the dormitories. Thế các bạn ở đây thì sai vị trí nào? Are planning alleviate overcrowding. Ở đây cô thấy là nó sẽ sai ở kiến thức từ loại ha. Ta có thì cộng với comprehensive, đó là một tính từ, và sau đó sẽ là một danh từ. Vậy đây planning không phải là danh từ, được chưa? Vậy cô sẽ đổi chữ planning thành chữ plan ha, kế hoạch, được chưa? Vậy đổi thành, vậy ta chọn phương án B, đúng cấu trúc của một cụm danh từ ha các bạn ha. Các cán bộ trong trường học đang xem xét một kế hoạch toàn diện để làm giảm bớt vấn đề quá tải trong ký túc xá. Question 26. There won't be peace in the conflict if both sides do not really desire it. Sẽ không có hòa bình trong cuộc xung đột nếu cả hai bên không thật sự muốn. Ok. Ở đây là câu đồng nghĩa phải không các bạn? Chúng ta xem xét ha. Phương án A. It is only if both sides actually want the conflict to end peacefully that it will happen. Nếu hai bên thực sự muốn cuộc xung đột kết thúc trong hòa bình thì chuyện đó sẽ xảy ra. Câu này có vẻ hợp lý. Chúng ta xem xét các phương án còn lại xem sao nha. B. As both sides in the conflict apparently desire peace, it is likely that there will be peace soon. Vì cả hai bên trong cuộc xung đột dường như mong muốn có hòa bình, rất có thể sẽ sớm có hòa bình. Câu này không đúng nghĩa, không có giống nghĩa của câu đề. C. The main problem in the conflict seems to be that neither side really desires peace. Vấn đề chính trong cuộc xung đột dường như là cả hai bên thực sự mong muốn có hòa bình, cũng không đúng nghĩa luôn. There has been a lot of fighting in the conflict because both sides seem to want it that way. Đã có rất nhiều cuộc ẩu đả trong cuộc xung đột vì cả hai bên dường như muốn như vậy, cũng sai nghĩa luôn. Ok, vậy ta chọn phương án A, hợp lý ha các bạn ha. Question 27. The accident happened as a result of their rivals not paying attention to the road. Cái tai nạn xảy ra là do kết quả của việc không tập trung lái xe của người tài xế. Ok, vậy chúng ta cũng tìm câu đồng nghĩa. If, nếu mà mình dùng if câu điều kiện thì sẽ là câu điều kiện loại mấy các bạn? Câu điều kiện loại 3. Vậy phương án A. If the driver would have paid attention to the road, the accident hadn't happened. Câu này có phải câu điều kiện loại 3 không các bạn? Nếu mà các bạn chỉ dịch nghĩa thôi thì bạn nghĩ là nó đúng. Nếu người tài xế tập trung chú ý lái xe hay nhìn đường thì tai nạn đã không xảy ra. Theo nghĩa thì đúng, nhưng cấu trúc câu điều kiện là sai vế. Tại vì câu điều kiện loại 3 thì mệnh đề if phải chia quá khứ hoàn thành, và mệnh đề kia mới chia would have verb 3. Ở đây nó đảo lại, sai. B. Had the driver been paid attention to the road, the accident wouldn't have happened. Câu này là đảo ngữ câu điều kiện loại 3. Tuy nhiên nó lại chia bị động.
Nếu người tài xế bị tập trung, been paid attention là sai rồi. À, không đúng. C. If the driver had been paying attention to the road, the accident wouldn't have happened. Ok, câu này đúng này. Vừa là câu điều kiện loại 3 và đúng cả cấu trúc lẫn ngữ nghĩa. Ok, cô chọn phương án C. Thế còn D thì sai chỗ nào? Had the accident not happened, the accident, the driver would not have had to pay attention to the road. Câu này là sai nghĩa, đúng không? Nếu mà tai nạn không xảy ra thì người tài xế đã không tập trung chú ý đến con đường, vậy là sai, được chưa? Thầy chọn phương án C, quá hợp lý các bạn ha. 28. Shall I help you do the dishes, Carlo? Said Robert. Hãy để tôi giúp bạn rửa chén nhé, Carlo. Được chưa? Đây là câu tường thuật, đúng không? Shall cộng với I cộng với verb nguyên mẫu, ha. Tức là đề nghị giúp ai đó. Bây giờ ta có bốn phương án. Suggest là cộng với verb in. Ta loại phương án be. Tiếp theo offer. Offer thì cộng với động từ to verb, nghĩa là đề nghị làm gì. Ok. Vậy chúng ta xem xét. A. Robert suggested helping Carlos with the dishes. Câu này được không các bạn? Robert suggested helping Carlos with the dishes. Câu này cấu trúc thì đúng nhưng mà ngữ nghĩa thì sai. Câu đề mình dùng shall I, tức là đề nghị giúp ai. Còn suggest là gợi ý, đúng không? Đề xuất. Ta loại luôn phương án A. Bây giờ giúp đỡ ha. Đề nghị làm gì? Robert offered Carlos to help do the dishes. Câu này sai nghĩa. Câu này nghĩa là Robert đề nghị Carlos giúp anh ta rửa bát, đúng không? Sau đó sai nghĩa luôn. Vậy ta chọn câu D. Robert offered to help Carlos do the dishes. Tức là Robert đề nghị giúp đỡ cái anh Carlo này rửa bát. Ok hả? 29. I started training to be an accountant. One year ago, I had more months to go and then I had to take exams. Tôi bắt đầu đào tạo để trở thành một kế toán. Một năm trước, tôi đã có thêm nhiều tháng để ôn tập và sau đó thì tôi sẽ có kỳ thi. Ok? Đây là dạng nối câu nghĩa không đổi, đúng không? Chúng ta xem xét từng phương án nha. A. By the time I've taken my exam, I will have started training to be an accountant for a year. Câu này. Khi tôi bước vào kỳ thi, tôi sẽ bắt đầu đào tạo trở thành kế toán khoảng một năm. Câu này sai nghĩa. Tức là đào tạo xong rồi mới thi, đúng không? Đào tạo được một năm rồi mới thi chứ. Được không? Sai nghĩa. B. By the time I take my exam, I will have been in training to be an accountant for a year. Câu này là sai ngữ pháp ha. Trên câu đề của mình là chia quá khứ, nhưng ở đây là chia hiện tại và tương lai. C. By the time I took my exam, I had been trained to be an accountant for a year. Câu này được không các bạn? Câu này đúng này. Bởi vì tôi đã được tập huấn luyện để trở thành kế toán trong một năm rồi tôi mới dự thi, được chưa? Tức là vào cái thời điểm mà tôi dự thi thì tôi đã được đào tạo làm kế toán trong một năm. Câu này đúng. Ok ha. D. By the time I've taken my exam, I will be training for a year. Câu này cũng sai ngữ pháp luôn. Ok. Ta chọn phương án C, hợp lý các bạn ha. Question 30. I didn't know that you were at home. I didn't drop in. Tôi không biết là bạn có ở nhà. Tôi đã không ghé qua. Ok. A. Not knowing that you were at home, but I still drop in. Câu này sai nghĩa. Không biết bạn có ở nhà nhưng tôi vẫn ghé. Sai ha. B. I didn't know you were at home, although I didn't drop in. Tôi không biết bạn ở nhà mặc dù tôi đã không ghé. Cũng sai nghĩa luôn. C. Not knowing that you were at home, I didn't drop in. Câu này là
Rút gọn về cùng chủ ngữ, tức là không biết rằng bạn có ở nhà tôi đã không ghé. Đúng nghĩa ha. Phương án C. D. If I knew that you were at home, I would drop in. Tôi, nếu tôi biết bạn có ở nhà thì tôi đã ghé. Câu này cũng sai nghĩa luôn. Ok. Câu này nếu mà là câu điều kiện thì sẽ là câu điều kiện loại 3 chứ không phải là câu điều kiện loại 2 ha. Ta loại luôn. Ok, thanks for your listening. Cảm ơn các bạn đã tập trung lắng nghe bài giảng. Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng lớp học tại đây. Ok, và sau chúng ta sẽ sửa tiếp ha. Thank you and bye bye.